đọc lên cái bắt, đừng có bắt. Con xin trân trọng kính chào quý cha, quý tổ đoàn. Tôi xin được đọc lên tâm tuần. Hôm nay Chủ nhật thứ 21 quanh năm, giáo huấn số 39, mối liên hệ với người cao niên. Thường hội đồng tuyên bố rằng những người trẻ dự thảo kế hoạch cho tương lai và đối diện cuộc đời với năng lượng và năng động. Nhưng đôi khi các em có khuynh hướng ít chú ý đến ký ức về quá khứ mà từ đó các em đến. Đặc biệt là nhiều món quà mà cha mẹ, ông bà của các em và hành lý văn hóa của xã hội nơi họ sống đã được chuyển trao cho các em. Lời Chúa khuyên không nên mất liên lạc với những bậc lão thành để thu thập kinh nghiệm của họ. Hãy có mặt khi các bậc lão thành hội họp. Thấy vị nào khôn ngoan, hãy hết lòng gắn bó. Thấy người học thức uyên thâm, con hãy nâng người tới, chân đi mòn ngưỡng cửa nhà họ. Cuốn ca 6:34-36. Hãy nhìn người cao niên với lòng tôn trọng. Hãy đứng dậy trước những người có tóc bạc. Lê-vi 19:32. Thánh Kinh yêu cầu chúng ta hãy lắng nghe cha con, đứng sinh thành ra con, đừng kính dễ mẹ con khi người già yếu. Giới răn thảo kính cha mẹ là giới răn đầu tiên đi kèm với một lời hứa. Ê-phê-sô 6:2. Dạ Sức Hành 20:12. Và lời hứa là để được ngươi được hưởng phúc và sống lâu dài trên mặt đất này. Điều này không có nghĩa là các con phải đồng ý với mọi điều người đất lên, cũng như không nên tán thành tất cả mọi hành động của họ. Cần biết phán đoán, mở lòng ra để đón nhận sự khôn ngoan được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tầm cuốn số 187-190. Thứ hai, ngày 24, Thánh Bartolomeo Tông Đồ, lễ kính. Thứ ba, trong tuần 21 quanh năm, Thánh Louis vua nước Pháp, Thánh Giuse Cassan linh mục. Ngày 26, thứ tư, ngày trong tuần 21 quanh năm. Ngày 27 thứ năm, Thánh Monica lễ nhớ. Ngày 28 thứ sáu, Thánh Austin giám mục tiến sĩ lễ nhớ. Ngày 29 thứ bảy, Thánh Gioan tẩy giả bị tạm quyết lễ nhớ. Chào cha, như xin quý ông bà chị em chúng ta chuẩn bị lễ. Xin mời quý cộng đoàn chúng ta cùng đứng lên, chúng ta bắt đầu tiến thanh lễ. Tìm về bên Chúa nguồn vui xoay.
Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Con kính chào quý ông bà anh chị em. Hôm nay con thấy trời cũng mát và quý ông bà anh chị em chúng ta đi rất là đông. Tuy nhiên chúng ta cũng để ý là chúng ta từ gia đình này đến gia đình kia chúng ta cũng giữ khoảng cách 6 feet như vậy nhá. Nhiều khi chúng ta gần quá thì chúng ta cũng hơi phức tạp. Cảm ơn cộng đoàn. Xin cộng đoàn cũng nhiệt ý cầu nguyện cho các linh hồn ngày hôm nay. Linh hồn Andre và Anna lên dỗ. Linh hồn Anton mới qua đời. Linh hồn Maria Vũ Thị Soi mới qua đời. Linh hồn Pedro mới qua đời. Lễ dỗ linh hồn Maria, linh hồn Paulo Đức, linh hồn Dominic. Chúng ta dâng lên tất cả những người thân yêu của chúng ta đã qua đời. Xin Chúa thương tha thứ và đón nhận các linh hồn tới chỗ nhau thánh Chúa. Giờ đây để bước vào thánh lễ, cùng bạn chúng ta thì xin Chúa tha thứ tất cả những lỗi lầm những thiếu sót cho chúng ta để chúng ta xin đáng tham dự thánh lễ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, ca Thiên Thần, ca Thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót. Vinh danh Thiên Chúa với Thiên Cha Thần Trời và bình an rơi lên cho người thiên âm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chung tụng Chúa, chúng con thờ bày Chúa, chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chúa trên trời, là Chúa trên toàn đất. Lạy con mòn Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Toàn Đức Chúa Trời. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin đặng lời chúng con cầu thân. Chúa ngự bên hữu nhân. Chúa cha xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong linh hoan, thương Chúa cha. Amen.
nguyên. Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con thêm một lòng một ý, xin cho tất cả chúng con biết yêu luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa, để đầu sống đưa thành thế sự thắng trận. Chúng con vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện chi cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài Kinh Thánh ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa phán những lời này với ông Sebna, tể tướng triều đình: Ta sẽ tống ngươi khỏi chức vụ, ta sẽ đuổi ngươi khỏi địa vị. Ngày ấy, ta sẽ gọi tôi tới ta là Enjakim, con của Kinki Yahu. Áo thùng của ngươi, ta sẽ lấy mặt cho nó. Cân đai của ngươi, ta sẽ đem thắt cho nó. Quyền bính của ngươi, ta sẽ trao vào tay nó. Nó sẽ là cha đối với cư dân Jerusalem và với nhà Juda. Chìa khóa nhà David, ta sẽ đặt tên vai nó. Nó mở ra thì không ai đóng được, nó đóng lại thì không ai mở được. Ta sẽ làm cho nó vững chắc như đinh đóng cột. Nó sẽ nên như ngai vĩnh hiển cho nhà cha nó. Đó là lời Chúa. Cảm ơn Chúa. Lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa trọn tình thương, công trình do tay Ngài thực hiện. Xin đừng bỏ dở dang. Lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa trọn tình thương, công trình do tay Ngài thực hiện. Xin đừng bỏ dở dang. Lạy Chúa, con hết lòng thăm tha, Ngài đã nghe lời tìm con xin. Giữa chưa vì thiên thần, xin đàn đà kính Chúa. Hương bền thánh, con phụ phụng con thờ. Ngàn đời Chúa trọn tình thương, công trình gió bay Ngài thực hiện. Xin đừng có dở dang. Xin cảm tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tín yêu thương. Đã để cho danh anh và lời hứa của Ngài ngày còn kêu ư, Chúa đã thương đáp lại, đã ra ban thì mừng cho tâm hồn. Lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa trọn tình thương, công trình do tay Ngài thực hiện. Xin đừng bỏ dở dang. Chúa tuy phần cao cả, nhưng vẫn nhìn đến nhà con em. Đưa ngào màn công nghênh, từ xa Ngài đã biến. Việc Chúa hoàn cho con, Ngài sẽ hoàn tân. Lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa trọn tình thương, công trình do tay Ngài thực hiện. Xin đừng bỏ dở dang. Lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa trọn tình thương, công
trình xóa tay ngài từng hiền, xin đừng có giữ. Điều với cả
là đất nước ngoại bang khi mà họ muốn tấn công đất nước Israel. Thì cái vị này đã có công và đương nhiên là Chúa làm việc, và cuối cùng thì cái quân đội kia nó đã không tấn công đất nước Israel nữa. Và ông này phải nắm toàn quyền gần như dưới vua tất cả những cái quyền đó ở trong đất nước Do Thái. Và hôm nay thì sau khi Thánh Phêrô tuyên xưng Chúa là đấng Đức Kitô, đấng Mêsia, con Thiên Chúa hằng sống, thì Chúa đã trao cho Thánh Phêrô cái quyền đó, cái quyền gọi là tháo cởi và cầm buộc. Qua các bí tích chẳng hạn, chúng ta thấy sau này thì các tông đồ đã trao lại cái quyền đó cho các đấng kế vị là các giám mục, và các giám mục cũng trao quyền đó cho các mục tử là các linh mục. Và qua các bí tích thì Chúa, ví dụ bí tích giải tội chẳng hạn, tức là Chúa trao cho họ cái quyền gọi là tha tội, tức là cởi bỏ cái tội mà người đó đã xúc phạm đến Chúa. Hoặc là nối kết hai người nam nữ trở thành vợ chồng thì không ai có quyền tháo cởi cái hôn phối đó thành sự và hợp pháp. Thì đó, cái quyền đó gọi là cái quyền chìa khóa mà Chúa đã trao cho các tông đồ, cho Thánh Phêrô, đặc biệt Thánh Phêrô, và sau này các tông đồ cũng như những người kế vị của các ngài. Và đối với người Do Thái thời đó, khi mà tuyên xưng ai là Kitô hay là Messiah đó, là một cái danh rất là quan trọng trong suốt lịch sử của người Do Thái. Họ luôn mong chờ cái đấng đó. Chúng ta biết là dân tộc Israel họ phải trải qua nhiều cái hoàn cảnh thăng trầm khác nhau, vì họ nằm ở giữa ngã ba đường các cái nước lớn ở phía Bắc và phía Nam, ví dụ như Ai Cập, Babylon, Hy Lạp, Assyria, đại khái, và những cái nước đó luôn luôn là nó xâm chiếm các cái nước khác, mà nước Israel này là một cái nước nằm ở ngay giữa. Đấy, người ta hay giao thông giữa các nước khác nhau đi ngang vào đất nước Israel, cho nên là Israel thường xuyên bị các ngoại bang nó xâm lấn. Và mỗi lần mà như vậy, trong những hoàn cảnh gọi là cùng cực của đất nước, thì họ luôn mong chờ cái đấng Messiah. Và trong Kinh Thánh cũng viết rất là nhiều về cái đấng Messiah đó, đấng đó. Và theo như người Do Thái họ hiểu trong nhiều nghĩa khác nhau, nhưng mà người ta rất là chú trọng đến cái ý nghĩa về chính trị. Cái đấng Messiah sẽ đến để mà giải phóng dân tộc Do Thái khỏi các cái đế quốc, đất nước mà gọi là đô hộ họ. Và trong cái hoàn cảnh thời Chúa Giêsu thì đất nước Do Thái đang bị cái đế quốc Hy Lạp Cô Ma nó thống trị, và người Do Thái họ vẫn đang mong chờ cái đấng đó và mong chờ cái đấng Messiah đó đến để mà cứu giúp dân tộc. Và khi mà Thánh Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là đấng Messiah hay là đấng Kitô, là có lẽ Thánh Phêrô và các môn đệ cũng hiểu theo cái kiểu là cái kiểu một cái đấng Messiah trong nghĩa chính trị sẽ làm cho dân tộc Do Thái thoát khỏi cái sự áp bức của ngoại bang, làm cho dân tộc Do Thái trở thành một đất nước hùng cường, hùng mạnh. Và đương nhiên Chúa Giêsu không muốn các môn đệ hiểu lầm ngài như vậy. Cái con đường cứu độ của ngài không phải là cái con đường chính trị, không phải là con đường ở trần gian này, con đường trần thế, nhưng mà cái con đường cứu độ của ngài là cái con đường của thập giá, của hy sinh và làm theo ý Chúa Cha. Và chính vì vậy chúng ta thấy Chúa đã cấm các môn đệ không được nói cho người ta biết ngài là đấng Messiah hay là cái đấng Kitô. Và đôi khi trong cuộc sống chúng ta thấy các môn đệ như vậy, chúng ta khó chấp nhận cái một đấng cứu thế hay là đấng Kitô đó rất là hèn yếu như vậy, bị người ta bắt, người ta giết, phải các thập giá này nọ. Thì Phêrô cũng như là các môn đệ nhiều khi họ cũng không thể chấp nhận được cái chuyện đó. Và trong cuộc sống đôi khi chúng ta cũng thấy một Thiên Chúa, nhiều khi chúng ta thấy Chúa im lặng trước những cái sự dữ nó xảy ra trên thế giới. Chúng ta muốn là Chúa phải ra tay can thiệp để mà giải phóng con người khỏi những cái đau khổ đó, khỏi những cái sự dữ đó. Chúng ta thấy rất là nhiều những cái sự dữ nó xảy ra, và nhiều người, nhất là những người mà bị rơi vào cái hoàn cảnh đau khổ đó, đôi khi họ tham trách Chúa, họ không có muốn chấp nhận một Thiên Chúa im lặng, một Thiên Chúa tác thập giá, Thiên Chúa có vẻ yếu nhược,
trước những cái thế lực sự dữ. Các môn đệ ngày xưa có lẽ cũng giữ như vậy. Tuy nhiên cái con đường của Thiên Chúa nó khác với con đường của chúng ta. Cái ý nghĩa là Chúa muốn làm những cháu điều gì nó khác, và chính qua những cái khác biệt đó thì Chúa muốn cứu chúng ta qua chính sự khiêm nhường, những sự yếu đuối, cái bị loại trừ, qua những cái thập giá, qua những cái khổ đau. Chúa muốn cứu giúp chúng ta qua những con đường như vậy, chứ không phải là qua cái con đường là trần thế, trần gian theo ý của các môn đệ, như theo ý của chúng ta. Và hôm nay khi mà Thánh Phêrô tuyên xưng Đấng Mêsia, thì Chúa Giêsu muốn biết các môn đệ suy nghĩ Ngài là Đấng là ai. Vì sau 3 năm, gần như 3 năm, Chúa đi rao giảng tin mừng và Chúa cho các môn đệ đi theo, cho họ nghe những lời Chúa giảng, cho họ thấy những cái chắc lạc Chúa làm, và Chúa muốn biến chất là họ nghĩ gì về Chúa. Có thể là họ sẽ hiểu lầm Ngài là cái Đấng khác, cho nên là Chúa muốn cho họ hiểu cái chính xác Ngài là ai. Và đó, sau đó thì Chúa đã hỏi, người ta nói thầy là ai, rồi sau đó Chúa hỏi, vậy còn anh em nói thầy là ai. Và Chúa muốn biết sự hiểu biết chính xác của các môn đệ, để họ đừng có ảo tưởng một cái Đấng Mêsia khác. Và chính cái tương quan, khi mà Chúa muốn biết cái tương quan của Ngài với các môn đệ như thế nào, thì sẽ sống như vậy, sống như chúng ta. Khi mà chúng ta có một tương quan với một người nào đó, thì tùy theo cái mối tương quan đó thì chúng ta sẽ có những hành xử khác nhau. Ví dụ như chúng ta coi Chúa, chúng ta tương quan của chúng ta với Chúa, chúng ta coi Chúa là Thiên Chúa của chúng ta, thì chúng ta sẽ có hành xử khác. Còn nếu chúng ta coi Chúa chỉ là một cái ý tưởng hay là một cái người nào đó xa vời, không có liên hệ gì với cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ có những cái hành xử khác. Con thấy nhiều khi cái tương quan con người nó cũng có thể giúp cho chúng ta hiểu cái điều đó. Ví dụ một đứa bé đi ngang qua đường, một cái câu chuyện đó, một đứa bé nó đi ngang qua đường, một cái xe đang chạy tới và nó gần đụng đến đứa bé đó, thì thấy một người phụ nữ đã nhào ra và ôm lấy đứa bé đó. Và sau này thì người ta mới biết đó là mẹ của đứa bé. Vì chính thì cái đứa bé đó là đứa con của bà, cho nên bà bất chấp nguy hiểm để cứu cái đứa con đó. Còn ví dụ như đứa bé đó không phải là con của bà thì chắc chắn chưa chắc bà đã cứu cái đứa bé đó. Thì không vậy đó. Cái tương quan đó, nó sẽ giúp cho chúng ta đi đến cái hành động nó rất là khác nhau. Thì cái tương quan của chúng ta với Chúa cũng vậy, tùy theo cái cách chúng ta, cái tương quan của chúng ta với Chúa như thế nào, có thân mật, có gần gũi hay không, thì chúng ta sẽ có những cái hành động khác. Nếu mà chúng ta để Chúa làm chủ cuộc đời chúng ta, Chúa chính là Chúa của chúng ta, thì chúng ta sẽ làm theo lời của Chúa, chúng ta sẽ gọi là cố gắng làm đẹp lòng Chúa. Còn ví dụ Chúa chỉ là một cái gì đó xa vời, một vị nào đó xa, không có liên hệ gì nhiều với chúng ta, thì có thể chúng ta sống kiểu khác. Nhiều khi chúng ta cũng chẳng cần phải đi lễ, chẳng cần phải nghe lời Chúa, chẳng cần phải tuân giữ các điều răn, thế như vậy. Thì chính cái tương quan nó sẽ giúp cho chúng ta cái cách sống của chúng ta. Và chính vì vậy Chúa muốn các môn đệ phải hiểu chính xác cái tương quan của họ với Chúa như thế nào. Và chính khi mà họ cái tương quan đó mà gần gũi thì họ sẽ hành động theo ý Chúa tốt hơn. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng có những cái tương quan rất là khác nhau với Chúa. Thì qua cái việc mà Chúa hỏi chúng ta như vậy, còn anh em mấy thầy là ai, thì tùy theo cái cách trả lời của chúng ta, tùy theo cái tương quan của chúng ta với Chúa, chúng ta sẽ có những cái hành động khác nhau đối với Chúa. Và mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng bao vành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, có một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành,
đồng bàn thề với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, người đã từ trời xuống thế, mời phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Sio Pirato, người chịu vô hình và mai tang, thì thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang. Thế quan sẽ kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng ban sự sống, người mời Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Hiền, Công Giáo và Công Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã quy tụ những người tin vào Con của người là Đức Giêsu Kitô trong một hội thánh và đặt dưới quyền dẫn dắt của Thánh Phêrô cùng các đấng kế vị. Ý thức ơn gọi và sứ mạng của mình trong hội thánh, chúng ta cùng thành tâm cảm tạ Chúa và tha thiết dâng lời cầu xin. Con là đá, trên viên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy. Chúng ta cùng cầu xin cho các vị chủ chân trong hội thánh được dồi dào ơn Thiên, luôn mạnh khỏe xác hồn để tích cực góp xây dựng và phát triển hội thánh của Chúa trên nền tảng đức tin công truyền. Chúng con cầu xin Chúa. Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: người ta bảo con người là ai? Chúng ta cùng cầu xin cho những ai thành tâm thiện chí, luôn khao khát tìm kiếm chân lý, biết nghe theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần mà tin nhận Đức Kitô là Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thánh Phêrô thưa cùng Chúa: Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi Kitô hữu giữa thế giới hôm nay luôn mạnh dạn tuyên xưng và làm chứng cho niềm tin của mình qua lời nói, việc làm và bằng đời sống yêu thương, phục vụ. Chúng con cầu xin Chúa. Thiên Chúa nhận lời chúng con. Chúa Giêsu đã trao quyền cầm buộc và tháo cởi cho Phêrô và hội thánh. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta biết tôn trọng quyền bính của hội thánh, hết lòng yêu mến và tích cực cộng tác với các chủ chân để phát triển cộng đoàn. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa đã quy tụ tất cả chúng con thành một đoàn thiên sứ chân để đón nhận phẩm thân tu đồ. Xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và đôi xuống muôn ơn này, giúp chúng con luôn trung thành và công sức đang với ơn gọi cao quý của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Nguyện dân Chúa về hình Chúa chân thành, ngày tôn vinh cây dừa nhỏ thành non. Nguyện dân Chúa về bàn tay cao thiên, mưa rơi trăm dặm ban phước lành tháng năm. Nguyện dân Chúa tâm thành con
tôi cũng là của anh chị em. Được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận khi lễ mời tay Cha, lời ca tụng tôn vinh danh Chúa và muốn cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa nhân từ, Chúa đã dùng thiên lễ duy nhất của Đức Kitô để quy tụ một màn con đông đảo. Xin thương tình ban cho giáo hội ơn hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thần là Thiên Đàng. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng thần hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và nhất là ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã thay lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chung tùng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thần là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho ta một đề và nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là màu nhiệm lạy vì Chúa chúng con hoàn thiện Chúa chiều trên và tuyên dâng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, xin kính nhớ con Chúa từ chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh cử sinh và chén cứu đồ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng ở gần Chúa tôn nhan và phục sự Chúa. Chúng con tha thiết lại xin Chúa cho chúng con khi thân phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức lên cùng với Đức Giáo Hoàng Phát Kitô, Chúa Giám Mục Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Nhớ đến các tôi tớ Chúa là các linh hồn chúng con cầu nguyện hôm nay mà Chúa đã gọi các khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người.
Xin Chúa cùng giờ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng tương lai, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng thương của chúng con đã lưu chuyển trong tình thương của Chúa. Xin cho em hãy được vào đường ánh sáng công nhân Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương to tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sư sống đời này cùng với Đức Trinh Tử Maria, mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Tử, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người, và mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa Chúa Thế và theo thế thức người cây, chúng ta ra nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha gì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ cho nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chúa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin nói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đồng lòng thương tư giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Trong khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày tương lai của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, quy lực và vinh quang là của Chúa Thánh Thần đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để làm bình an cho các con, Thầy mang bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em chúng ta chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin gương tha chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin gương tha chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, không cho ai được mời đến từ Thiên 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 Chúa. Đây Thánh Chúa, con chàng đang chưa được vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúa ngài tâm lòng con, buồn hận hoan con chung phong, ngài đã tâm trí con, hướng vọng về bên Chúa. Chúa ngài tâm lòng con, chúng xưa hôn tan trong mong, lòng con dám xin một niềm mến yêu. Chúa biến tâm lòng con, Chúa linh thiêng con trông mong, ngài đã tâm trí con, nên niềm luôn với Chúa. Chúa biến tâm đời con, chính giữa lúc con đang mong, lòng con bỗng nhiên dùng cảm thương vui ra. Chúa biến tâm lòng con, đêm ban ngàn cờ thần con, ngày đã vẫn xa con, kiên hợp biếng thăm đời con, chỉ tôn cảm thấy lòng lòng thanh quan con không ngại dâng thân cho đời. Chúa biếng thăm lòng con, muôn hồng hoan con trông mong, ngày cả tâm trí con hướng vọng về bên Chúa. Chúa biếng thăm đời con, chưa lúc con đang trông mong, lòng con dám xin một niềm mến yêu. Lời Chúa xin cho chúng con thường trong đem ơn tư tưởng Chúa đã hướng ban, để chúng con ngày thêm mạnh sức và hăng say nhiệt thành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời chúng bạn tâm hợp chút xíu. Việc đăng ký các lớp giáo lý năm học 2020-2021 sẽ bắt đầu vào tuần đầu tiên của tháng 9.
hai tuần nữa là chúng ta sẽ bắt đầu đăng ký cho các em học các lớp giáo lý. Rồi các em rước lễ lần đầu thì là những cái phụ huynh mà có con rước lễ lần đầu năm nay đó, thì xin sau lễ thì vô trong đây con đọc chữ chữ giáo lý viên nữa. Rồi sẽ có bài kiểm tra cho các em vào ngày 20 tháng 9. Rồi các em sẽ xin phòng vào ngày, nếu mà làm bài này gọn đầy đủ hết, được hết thì sẽ cho các em xin phòng vào ngày 9, ngày 10 sẽ cho các em rước lễ lần đầu. Rồi các em thêm sức, các em thêm sức thì phải làm hết các bài kiểm tra, các bài cấp bài kiểm tra. Rồi những cái giờ mà làm việc cộng đồng thì nếu mà các em đạt được tất cả những điều đó và đi tập các cha để thẳng vận tập cho Miu và các con, thì các em có cái buổi tập đỡ trước khi đi thức, thì cho các em hoàn tất tất cả những cái điều đó thì sẽ cho các em được kiến thức. Có lẽ là kiến thức vào ngày thứ hai, ngày 19 tháng 10 lúc 6 giờ tối, ngày 19 tháng 10 sẽ cho các em kiến thức. Thì các phụ huynh cũng nhắc nhở các em thì có học bài để hoàn thành tất cả những cái gì yêu cầu đó. Rồi những ai mà chưa gặp các cha thì xin gặp, gặp lại rồi trước ngày chính thức, ngày đón nhận di tích. Rồi cha Điêu có thông báo là cha rất là cảm ơn những anh chị em đã và lại chia buồn cầu nguyện cho bố của ngài qua đời, và tuần này và tuần sau ngài sẽ về lại để mà sắp xếp công việc thủ tục giấy tờ cho bố và cho mẹ. Và mẹ của ngài cũng yếu lắm rồi, nên là ngài sẽ về từ đó để mà chuẩn bị sắp xếp mọi sự. Cộng đoàn chúng ta cũng cầu nguyện thêm cho mẹ của ngài. Và trong cộng đoàn của chúng ta cũng có một số người mới qua đời, người thì chúng ta cũng cầu nguyện thêm cho họ. Và Mitchy, rồi một số khác người dân tộc cũng mới qua đời, chúng ta cũng cầu nguyện cho họ, cho các linh hồn đó. Và cộng đoàn chúng ta cũng đứng. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Mẹ anh bình minh dâng lên sang người, ngàn tội trần gian không thể vương thoát trần. Mẹ chính vẫn chăng con sáng mưa trời, và hào mẹ như lên trời đính non đàn. Mẹ là vinh hiến của bao nội dung, mẹ là hoa tươi đã về trời sang, mẹ là yên vui của bao đời sống. Mẹ hiền mẹ thao, ôi mẹ nhân lành, mẹ anh bình minh dâng lên sang người. Ngàn tội trần gian không thể vương thoát trần, mẹ chính vẫn chăng trong sáng giữa trời, là áo mẹ như thiên trời đính non đàn. Xin cộng đoàn cùng cầu nguyện cho ba linh hồn bước qua đời chúng ta nghe cầu nguyện. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha thì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha nợ chúng con. Xin cho để chúng con trả trước cám dỗ, nhưng đưa chúng con cho hỏi sự Amen. Kính mừng Maria đầy ơn, cố kết Chúa Trời ở
và có phúc ra hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm được ra. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Trước vô cùng và bây giờ là làm có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con. Xin Chúa con hãy thương nhận lời con kêu oan. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa con chấp tội nào ai lỗi được. Vậy Chúa con đang có lòng lên. Cùng vì lời Chúa con đã đưa. Con đã trông dậy Chúa con, linh hồn con cay vì lời của ấy. Khi đã trông dậy Chúa con, những kẻ làm dân nước Chúa trời đêm ngày lại trông cậy người cho liên. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người hay vậy. Lạy Chúa con xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa con xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi cùng và được nghỉ yên. Chúng con trong bài thánh thanh đức mẹ Chúa Trời xin cho che chở bảo lại chúng con nguyện trong ngôi nhà nam thiếu thốn đức nữ đồng trinh hiển vinh sáng lang. Con cho tội xin đứng tìm Đức Chúa Giêsu. Đấng cho chúng con. Đấng cho tìm của Thánh Thánh Đức Bà Maria. Lạy ông Thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Cho chúng con. Nữ vương ban sư bằng an. Cho chúng con. Các thánh tử đạo Việt Nam. Nhân anh cha và con và thánh thần. Amen. Cảm ơn anh. Cảm ơn bác. Cảm ơn bác. How are you? Okay. How are you today? Very good, thank you. So this cable, this one, I can roll it. It wouldn't work. This one, you unplug the camera and roll it. Okay, they will leave it where? They put the camera too. Okay. And the adapter, right here, you wrap and put on this side. This one? The white one. The white one? And I put it? Yeah, put in here. Okay. And laptop has to be inside. Don't okay. Put together, that one is. Okay. And this one, I wrap with the, that with this and leave inside. This one? Yeah. Okay. Unplug, wrap with that mix, leave inside. And you give the... I have to unplug it. No, unplug from here. No, unplug from here, just leave over there. Wrap and put together over there. And you can log in your...